CDT News: 6 loại rau không bao giờ nên luộc. Những loại rau chứa nhiều vitamin tan trong nước tuyệt đối không nên luộc sôi. Thông thường, rất nhiều chị em Việt có thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc và đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Chef Anh, chuyên gia dinh dưỡng Jesse Les cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc bạn cần cân nhắc. 1. Bắp cải. Trong bắp cải có chứa lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphan, phenethin isothiocyanate và indole-3-carbinol. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. 2. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt. Cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu bạn không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc nhé. 3. Cải xoăn. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các chất có ở trong rau. 4. Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm rất giàu sắt, protein, canxi, chrome, carbohydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc loại rau này thì bạn nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin có trong rau. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng hoặc hấp. 5. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh hay cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa rất nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như bạn dùng phương pháp luộc hay cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này. Đậu Hà Lan. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra Comestron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Bà khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng, hoặc nếu luộc thì bạn nên sử dụng ít nước thôi. Tận dụng nước luộc để ăn, làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Hãy tìm hiểu kỹ và sử dụng phương pháp nấu hợp lý để không làm mất đi những dưỡng chất trong rau nhé. Nhanh tay chia sẻ cho người thân, bạn bè về 6 loại rau không bao giờ nên luộc để mọi người biết nào. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật thêm những tin tức mới nhất nhé.